Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những thay đổi trong sinh hoạt vui chơi đi lại dịp tết khiến trẻ nhỏ dễ mắc phải các bệnh thường gặp như rối loạn tiêu hóa, suy giảm hệ miễn dịch, nhiễm lạnh đường hô hấp. Để trẻ đón một cái tết vui vẻ an toàn, cha mẹ cần lưu ý một số vấn đề dưới đây. Thông tin có trên trang dân trí. Trẻ dễ mắc cảm cúm ngày tết. Theo tiến sĩ bác sĩ Didier Decam, Giám đốc Y khoa phòng khám Daisy si, trong những ngày Tết sắp tới chắc hẳn nhiều bé có những chuyến du lịch xa nhà. Điều này không khỏi khiến các con dễ mắc bệnh cảm cúm, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh giá như ở miền Bắc. Không như vậy, Tết đến mọi người đều xung vầy và tụ họp rất đông, khiến trẻ dễ bị lây bệnh từ những người không may bị cảm cúm. Với các bé nhỏ, sức đề kháng chưa tốt rất dễ là đối tượng để các virus cúm xâm hại. Do đó để phòng bệnh cho các bé, mẹ không nên cho trẻ đi chơi muộn. Khi thời tiết quá lạnh hoặc trời mưa thì tốt nhất nên để các bé ở nhà. Trong trường hợp cho bé ra ngoài, người lớn nhớ chú ý mặc ấm, đeo khẩu trang, găng tay, mũ cho trẻ. Ngày Tết trẻ dễ mắc tiêu chảy táo bón, theo tiến sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn trưởng khoa hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 1, nạp quá nhiều thức ăn trong ngày lễ Tết hoặc ăn thực phẩm để qua đêm là nguyên nhân chính gây ra tình trạng tiêu chảy táo bón ở trẻ. Vào dịp này trẻ có thói quen nạp quá nhiều thịt thức uống có ga thức ăn nhanh mà không ăn rau quả không chú ý về vấn đề vệ sinh cũng dễ gây tiêu chảy bên cạnh thói quen ăn uống thiếu cân bằng việc trẻ nhịn đi tiêu khi đến nơi lạ hoặc phải ngồi bồn cầu không quen cũng là nguyên nhân gây táo bón để phòng các rối loạn tiêu hóa thường gặp này cha mẹ cần lưu ý kiểm soát thức ăn trẻ nạp vào hạn chế thực phẩm trên nhiều dầu mỡ các loại chả xúc xích tránh ăn thức ăn để qua đêm giữ tay luôn sạch sẽ cẩn trọng với bệnh tay chân miệng ở trẻ trong dịp Tết. Tay chân miệng là bệnh dễ lây khi trẻ đến nơi công cộng, nhất là ở những khu vui chơi trong ngày Tết. Bệnh có thể lây qua những giọt dịch tiết từ đường hô hấp qua các bề mặt nhiễm bẩn. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, cha mẹ cần nhận biết những triệu chứng sớm của bệnh là trẻ sốt cao từ 38 đến 39 độ C, chán ăn, ho, viêm họng, đau bụng. Thường sau từ 1 tới 2 ngày sẽ có dấu hiệu loét miệng, nổi nốt ban, mụn nước trên tay, chân. Khi đó cần đưa trẻ đến khám bác sĩ ngay. Để phòng ngừa bệnh này, cách tốt nhất là thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn. Khi đi bên ngoài, cần đảm bảo cho trẻ ăn đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng, tránh dùng tay bốc, ngậm mũ thức ăn, tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh. Hóc dị vật, tai nạn trẻ thường gặp trong dịp Tết, kẹo, hạt dưa, hạt rẻ, hạt hướng dương là những món ăn vặt thường được nhiều gia đình Việt dùng trong dịp lễ Tết. Trẻ dễ bị sặc, hóc, nếu không biết cách ăn, ăn vội vàng hoặc cười đùa khi ăn, do vậy nếu trẻ muốn ăn các loại hạt này, tốt nhất cha mẹ nên bóc tách hoặc hướng dẫn các em bóc và ăn từ từ, tránh ngậm trong miệng rồi đi chơi hay chạy nhảy. Bên cạnh đó, cần tránh cho trẻ ăn lúc đang khóc vì dễ dẫn đến khó thở hoặc sặc rất nguy hiểm. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Loan, trưởng khoa hô hấp bệnh viện Nhi Đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh, nếu không may trẻ bị hóc sặc với trẻ nhỏ, phụ huynh nhanh chóng úp sấp bé lên cánh tay mình, tay kia vỗ vào lưng. Với bé lớn hơn, người thân đứng ra sau lưng đưa tay quàng dưới nách rồi úp tay lên chỗ chấn thủy rồi sốc mạnh về sau. Đề phòng trẻ bị bỏng ngày Tết, tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Viện Bỏng Quốc gia cho biết, bỏng là tai nạn mà trẻ dễ gặp phải do sự bất cẩn của người lớn hoặc do chính trẻ nghịch ngợm. Trong những ngày Tết do người lớn bận công việc chuẩn bị Tết, dọn nhà mà không quan tâm và để ý tới trẻ, đặc biệt với những trẻ dưới 3 tuổi chưa ý thức được nguy cơ gây nguy hiểm có thể xảy ra, trẻ dễ bị bỏng do nước sôi, cháo, canh, dầu ăn, bàn ủi, vô xe máy. Da trẻ vốn non nớt nên những vết bỏng có thể gây tổn thương sâu, thậm chí nhiễm trùng hoại tử. Để phòng tránh bỏng, cha mẹ cần chú ý đặt các nguồn nhiệt như bếp lò, máy sấy, thức ăn nóng, tránh xa tầm với của trẻ. Chẳng may trẻ bị bỏng thì cha mẹ phải bình tĩnh, gỡ bỏ quần áo dính nước sôi, ngâm vùng bỏng vào nước mát. Lưu ý trong thời tiết rét như hiện nay, nếu diện tích bỏng rộng trẻ quá nhỏ thì thời gian ngâm nước mát không quá lâu, tránh để trẻ bị nhiễm lạnh. Phòng các tai nạn về mắt trong dịp Tết, đây là loại tai nạn không chỉ xảy ra nhiều ở trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng rất hay bị. Theo thống kê của bác sĩ Hoàng Cương, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Mắt Trung ương, dịp Tết năm nào bệnh viện cũng tiếp nhận nhiều trường hợp bị chấn thương mắt trong dịp Tết như bị pháo nổ, súng bắn đạn nhựa, hay trẻ em chơi đùa không có sự giám sát của người lớn đã vô tình chọc vật nhọn vào mắt nhau. Vì vậy đừng rời mắt khỏi con trẻ nên tạo không gian an toàn cho trẻ vui chơi. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình ngày mai với chủ đề những loại thuốc nên có sẵn trong tủ thuốc gia đình vào dịp Tết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.